hiệu báo rằng phước đã cạn. Một người đang sống an vui tự dưng sinh tật. Hai, thất bại liên tiếp. Ba, thiếu trước hụt sau. Bốn, ốm đau triền miên. Năm, người thân xa lánh. Sáu, kiêu ngạo tự phụ. Bảy, ganh tị phán xét. Tám, bủn xỉn phung phí. Chín, tiêu cực khó chịu. Mười, và cuối cùng là xuất hiện năm tướng suy. Vì sao mà phước hết? Một, sát sanh. Trong cuộc sống hàng ngày, sát sanh là việc khó có thể đoạn tuyệt được. Nhưng nếu có thể, nhất định chúng ta phải hạn chế sát sanh đến cùng. Đây chính là giới luật đầu tiên mà Đức Phật dạy rằng hàng đệ tử chúng ta nghiêm trì để tránh xa nhiều kiếp oán thù. Việc giết hại chúng sanh làm tổn hại tiêu tán phước duyên của chính bạn. Mình. Hai, tức giận, oán hận, phán xét. Tức giận thường gây ra một tổn hại lớn nhất. Đây cũng chính là căn nguyên gây ra các bệnh lý do các bệnh lý khó mà cứu chữa được. Tức giận chính là ngọn lửa ngu si thiêu đốt hết sạch rừng công đức của mình tạo ra. Phật dạy một đốm lửa sân đốt hết một rừng công đức. Vậy nên bất cứ ai cũng cần phải tu rèn luyện hạnh nhẫn nhục. Ba, xung đột với bề trên. Chống đối mâu thuẫn với cha mẹ là việc hàng đầu trong những việc làm tổn phúc bại lộc. Bất luận là cầu cái gì cũng đều không đạt được, ngàn vạn lần cầu cũng uổng công, bởi vì tích phúc không có mà tổn phúc lại quá nhanh. Bất hiếu cha mẹ, thờ cũng vô ích. Nói xấu, xuyên tạc bậc thánh hiền, đại đức chư tăng. Một câu làm tổn hại biết bao điều thiện, làm hỏng hết huyết mạch phúc báo của chính mình. Oán trời trách người, bàn luận thị phi, ghen ghét người khác sẽ làm tổn hại đức khí và hòa khí của trời đất, tài vận sẽ bị hủy diệt. 4. Khoe khoang tự mạn, thích khoe khoang bản thân, ở đâu cũng tự đề cao mình, ở nơi nào cũng tự mãn, sẽ khuyến kỷ thần, thấy ghét mà phá bỏ, làm cho nhân sinh chẳng ưa mà xa lánh. Tiểu nhân đố kỵ mà hãm hại, khoe khoang cái gì thì tương lai sẽ bị mất đi thứ đó. Dạy dỗ người đời, làm thầy, dạy về đạo đức mà bản thân thất đức, ngụy quân tử. Dạy về làm giàu mà bản thân chẳng giàu, lừa gạt, trục lợi. Dạy người đầu tư mà bản thân chẳng dám đầu tư, lừa đảo hại người. Dạy người phong thủy nhưng bản thân không hề thực chứng được u mê lạc hậu. Truyền dạy người đời làm phù thủy yểm hại, cúng bái cầu khẩn van lạy hối lộ thánh thần, thậm chí còn tôn sùng đội cả súc sanh lên đầu, hay bối toán xin thăm chiêm tinh.
dạy người chân lý nhưng bản thân đang còn mông lung vô minh phá pháp. Chẳng hiểu mình mà luôn bỏ, luôn bô bô hiểu hết mọi chuyện, hiểu rõ mọi người xảo trá. Không trị bệnh được cho chính mình mà tung hô là trị được bệnh cho người ngu xuẩn. Không tự bảo vệ được mình mà nói là sẽ bảo vệ được cho người. Không yêu chính mình mà nói yêu thương người khác mù quáng. Sáu, nói xấu đặt điều bôi nhọ hãm hại người khác. Nói những điều xấu về người khác sẽ làm tổn thương đến hòa khí giữa trời và đất. Đây là cách chiêu mời tai họa mà quỷ thần giáng xuống. Luật tập trung và luật hấp dẫn. Trời đất đã sinh ra được dược thảo khiến vạn vật được chữa lành, và cũng sinh ra độc thảo để đầu độc vạn vật. Khi tương phùng bởi nghiệp duyên, trời đất dưỡng dục người lương thiện, quân tử, và cũng dưỡng dục nhiều kẻ tiểu nhân. Người xưa có câu: thái thân bất từ thổ nhưỡng, hà hải bất trạch tế lưu, là có ý khuyên rằng làm người phải tiếp nhận được hết thảy mọi người, kể cả người không cùng suy nghĩ, quan niệm và hành vi, thì mới có thể thành tựu chính bản thân mình. Chớ hỏi kiếp trước đã làm gì, chỉ mong sao đời này bất hối, chẳng quan tâm phước còn hay hết. Dành thời gian gieo hạt thiện lành, kiếp phàm nhân vốn rất mong manh, hãy trân trọng những gì đáng có, cầu cho con và tất cả chúng sanh đời này và mãi mãi đời sau được nương theo chánh pháp, nhiệm màu, được lan tỏa chánh pháp muôn nơi, được giác ngộ giải thoát. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật.